lê chuyện xã hội chính trị bà con ơi, buồn quá. Có ai vào đây chơi không? Vào đây nè, nói chuyện tào lao cho đỡ buồn đây bà con ơi. Có ai có cái tin tức kỳ vàng rơi khắp trời à? Ừ. Và đây mình vừa mới xem cái chương trình của Hằng Kali giúp mấy cái người xa cơ nhỡ thế. Chào tất cả mọi người nhé. Mình thấy cái số phận con người á, cho dù mình nghèo ấy, mình đi đâu mình cũng nghèo, mình khổ ấy, mình đi đâu mình cũng khổ, mà cái người người ta sướng thì người ta đi đâu người ta cũng được may mắn, người ta đi đâu người ta sống người ta cũng cứ thoải mái, đúng không? Chứ nhiều người đi sang bên Tây mà phải đi xin từng đồng từng hào một của mạnh thường quân, thấy có phải là cái số phận con người không? À, mọi người nghĩ sao? Lâu lắm rồi mình không lên đây nói chuyện, chắc là chuyện của ông cựu tổng thống Mỹ chứ gì. Ôi giời ơi, cái ông đấy, cái bọn bé tí mới Ngụy Vũ ấy, ngày xưa thân nhau lắm rồi bây giờ cắn như nhau như chó với mèo. Chính trị chính em gì mà loạn hết cả lên hả? Ngày xưa rồi ôi bám vào cái ông Trump đấy rồi cổ vũ cho ông Trump, giờ cả cái con mụ cái gì ca sĩ gì biểu tình đi ra ngoài nói như thật. Tại biết làm sao không? Cái bọn mà nó nói đấy nó cũng có tiền đấy, nó có một cái hội chuyên môn đi ủng hộ bọn này ủng hộ bọn kia đấy, nó đầu tư vào nó kêu bọn đấy lên chứ không có tự nhiên đâu mọi người. Tất cả mọi người cứ thử nghĩ xem, như mình chẳng quan tâm đến cái chính trị của cái đất nước này, thằng nào bầu cử kệ con bà nó hơi đâu mà đi ra ngoài đường mà hò mà hét mà đánh nhau ở ngoài ấy. Đúng không? Nó phải có cái hội cái hè của chúng nó hết à. Có một thằng nó ở trong cái hội đấy nó ra bắt đầu nó kêu cái bọn cộng đồng Việt Nam ấy hò hét để mà cổ vũ cho cái ông nó. Chính trị nó là bè phái mà. Bây giờ ra tòa rồi bị FBI à, nó tới nhà nó lục soát rồi. Rồi thằng Ngụy Vũ mẹ con bé tí đâu đi ra đấy biểu tình giúp cho ông ghê, đúng không? Mẹ chính trị với chính em ăn còn chưa đủ nắm chuyện, đúng không? Chúng nó bày đàn á, toàn nó bọn đú với nhau á. Chính trị mới chả chính chiếc, chống cộng mới cả chống kiếp đâu. Mẹ ăn xưa ở Việt Nam thì không thấy chúng mày chống, sang đây về đạt trống, trong khi cái đất nước này mình đang phải sống ở cái đất nước này, những cái gì đòi hỏi cho quyền lợi của mình thì cái lũ ấy nó im re luôn, chẳng có đứa nào lên tiếng cả. Thế nhưng mà Việt Nam bị làm sao là chúng nó ở bên này chúng nó hò hét nhau. Úi giời ơi, cái con lấm này. Bây giờ còn nhiều người xem nó không? Rồi thằng Ngụy Vũ, rồi con bé tí, rồi úi giời ơi, sinh nhật Trump cũng bày đàn, chúng nó kiếm tiền đấy mọi người. Chúng nó tổ chức những cái ăn nhậu xong bắt đầu nó kiếm tiền của người ta, thì những cái thằng mà nó làm những cái món ăn rồi ở những cái hotel, những cái nhà hàng đấy, chúng nó được lời, thì bọn này được ăn phần trăm. Đấy. Cái kiểu của chúng nó là bè lũ với nhau để chống cộng, mới lại làm ba cái trò như là phường chèo. Có câu là chó lại gặm xương chó nơi xứ người thôi. Thì đấy, cái lũ bây giờ đấy, như ngày xưa ngay từ lúc đầu mình đã nói rồi, đừng có nói về chính trị, mình chỉ là cái người ngồi nấu cơm ở nhà đàn bà bình thường thôi. Mình còn nhìn thấy cái thằng cha Trâm á, nó muốn đảo chính rồi. Đừng nói đến những nhà chính trị, người ta đâu có ngu đâu. Cái ông đấy à,
cái cách sống của ông ấy rất là coi trời bằng vung, chả coi ai ra gì hết, ông làm là làm thôi, hiểu không? Ông làm theo cái bản năng của ông ấy, cái tính của ông ấy, cái tính cách của ông ấy đúng là người Mỹ đấy các bạn, cho nên nó đâu coi ai ra gì đâu. Nó nôi thôi, nó chửi cả luật sư, nó cách chức thằng nọ cách chức thằng kia. May mà Mỹ nó không bầu Trump nó lên nó làm tổng thống kỳ nữa, còn chết nữa, đúng không? Còn chết đói nữa đấy. Tại vì làm theo cái cách của ông ấy à, dân chết đói. Ông tức lên là ông làm mấy nọ, ông làm mấy kia, ông chửi thằng này, ông chửi thằng kia, ông không có sợ gì hết. Đấy, coi trời bằng vung ấy, coi coi luật pháp chẳng ra cái gì, cuối cùng á bị người ta đến nhà khám xét á. Không ai vào đây chơi à mọi người ơi. Mình đang ngồi nặn bánh cho nên là buồn buồn ấy. Lâu lắm rồi không vào đây, mọi người có khỏe không? Đấy, ở bên này đấy. Đẻ mấy đứa con rồi, ba ba đứa con, hai đứa con à, ở bên Mỹ đấy, mà còn phải đi lên trên mạng để xin tiền để thuê nhà mướn nhà đấy mọi người ấy. Đi sang Mỹ đi, tiếng tăm thì không biết, nó tưởng sang đấy sướng lắm à, sang đấy xong bắt đầu tiếng tăm thì không biết, bị chồng đánh chồng này chồng kia cũng không biết gì hết, cuối cùng đi nhờ lên trên cộng đồng nhờ người ta để xin tiền đấy, cho nên là cái số phải đi ăn xin thì đi đâu cũng vẫn là ăn xin, nên đừng có đứng núi này này trông núi kia cao, đúng không? Cái số phận của mình hết rồi. Một khi mình có đầu óc, mình có thông minh á, mình sống ở đâu mình cũng vẫn sướng, đúng không? Người ta đi là gì? Tất cả mọi người đi sang bên này chả có bố con thằng nào đi vì chính trị hết. Chả có thằng nào á, nhà cửa đầy đủ, công ăn việc làm đầy đủ mà chán cái xã hội đó xong rồi chạy sang đây hết. Chả có đứa nào như thế hết. Chỉ có là làm ít tiền so với Việt Nam, ví dụ như đi làm công nhân thấy làm mãi chả giàu được thì thôi ấy, đánh một canh bạc bắt đầu đi sang bên này để kiếm nhiều tiền, chứ chả chính trị chính em con mẹ gì. Thật sự vì chính trị người ta ở lại Việt Nam kìa, người ta học hành học cao lên mà thay đổi cái chế độ đi, mình học giỏi đi cái đấy mới gọi là giỏi. Chứ còn đi sang nước khác lấy quốc tịch khác xong rồi tranh đấu tranh tranh cái con mẹ gì, bản thân mình còn chưa xong tranh mới chả đấu sốt ruột. Hôm qua xem Bosa TV thấy bọn nó cắn nhau mà buồn. Trời ơi, mình không biết là cộng sản tốt hay là cộng hòa tốt, hay là ngày xưa những người đi ở chế độ miền Nam ngày xưa là tốt, mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng cộng sản bây giờ người ta lãnh đạo hàng bao nhiêu triệu dân. Trong khi cái bọn mà chống cộng ở bên này chỉ có vài mống thôi mà còn đánh nhau, chửi nhau, te tua tơi tả ra. Thì dân Việt Nam người ta chọn ai? Chọn Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa hay là chọn Cộng sản? Nói đơn giản vậy thôi, không cần nói nhiều, đúng không? Các ông các bà cứ cứ nói nào ngày xưa Cộng hòa hay lắm rồi này kia các thứ giỏi rồi này kia, tại sao có cái cộng đồng có 3 mống rưỡi 2 mống rưỡi thôi mà không có đoàn kết được với nhau, thì chứng tỏ là các vị chính các vị làm cho các vị hạ giá xuống, đâu có làm được cái tích sự gì mẹ gì đâu, cho nên là người dân người ta chọn cộng sản rồi, đúng không? Hiểu không? Cộng sản người ta lãnh đạo cả một đất nước, cả bao nhiêu triệu dân kia hàng mấy chục năm rồi. Còn nó Cộng hòa đi sang đây, rủ nhau sang đây, bè kết phái và chống phá người này, chống phá người kia, nhưng có làm được cái tích sự gì không? Chứng tỏ là mình không có đủ khả năng, không có đủ bản lĩnh để mà lãnh đạo bất cứ một ai hết. Nên cái cộng đồng nó te tua tơi tả ra, hiểu không?
Còn đó, cái chuyện cộng sản hay là không cộng sản, cái đấy mình không cần nói đến nữa. Rõ ràng nó là như thế, chỉ cần nghĩ đơn giản như vậy thôi. Các ông bà nào ghét cộng sản ấy, nói là cộng sản không tốt, không hay, rồi cộng sản thế nọ thế kia, nhưng thực tế tế các vị ở bên này tự do, sống tự do có mấy mống thôi, mà có đoàn kết được với nhau không, có lãnh đạo được nhau không, hay là như là một cái nồi cám lợn, đúng không? Chả có thuyết phục được người nào hết. Giờ chọn lặn bánh chốc ăn là sướng nhất. Đúng rồi, ai muốn nói, nghe nói chuyện về xã hội chính trị vào đây tào lao cho đỡ buồn đây, mỗi người một câu đây, mỗi người một ý đây, cứ chửi nhau loạn lên. Cộng sản chửi cộng hòa, cộng hòa cứ chửi cộng sản, chê bai đủ thứ. Mình chả biết cộng sản hay cộng gì tốt, nhưng mà mình chỉ biết thực tế, mình phải nhìn vào cái thực tế. Cái cộng đồng ở bên này có bao nhiêu người, có các ông các bà có lãnh đạo được nhau không, có tổ chức được một cái cộng đồng nó mạnh mẽ, nó ngon lành không, để cho người ta nhìn không, hay là đánh phá chửi nhau rồi thằng nào cũng muốn làm tướng. Thực tế đi, nhìn vào thực tế. Mọi người bây giờ ở Việt Nam có khỏe không? Tất cả anh chị em ở hải ngoại có khỏe không? Bệnh dịch bây giờ bên này nó chẳng coi ra cái gì, nó kệ mẹ thôi. Cái kiểu như là chết thì thôi ấy. Ai chết, thằng nào khỏe thì thằng ấy sống, thằng nào yếu thì thằng ấy chết. Chẳng quan tâm nữa. Quan tâm bây giờ là cuộc sống. Cái ăn cái mặc, xăng bây giờ cũng rẻ bớt đi rồi, đỡ rồi. Xăng cũng phải rẻ chứ, mọi người ở bên này xăng mà đắt là kinh tế nó đi xuống kinh khủng lắm. Tại vì tất cả mọi người phải trông chờ vào những người người ta đi làm này, đi ăn, đi uống, đi chơi này. Mình cứ ở nhà làm bánh cái này thì ở ngoài kia người bán bánh người ta chết đói, hiểu không? Cho nên là xăng mà rẻ thì mới nhiều người đi chơi. Xăng mà đắt thì người ta thôi, xăng đắt quá, chạy đi từ đây lên đấy mất mấy chục bạc thôi, ở nhà thôi. Ở nhà làm bánh này. Thế là nhiều người bán bánh là chết đói. Nói đơn giản vậy thôi, nói cho những cái người mà người ta thiếu hiểu biết về chính trị hay là xã hội người ta hiểu. Cho nên xăng phải rẻ một chút thì kinh tế nó mới lên, người ta mới chịu khó đi chơi, không đi ra ngoài ăn bánh này, mua bánh ăn này, thì cái người bán bánh người ta mới có bán được hàng. Bán được hàng thì nó mới đóng thuế, thì chính phủ nó mới có thuế chứ. Bây giờ ai cũng thất nghiệp thì chết đói cật lũ, hiểu không? Mỹ mới này suốt ngày đòi đánh Trung Quốc, đánh kiểu gì? Trung Quốc nó đông dân, cái đất nước của nó giống như là một cái xí nghiệp của thế giới ấy. Nó sản xuất cái gì nó cũng cũng nhanh, nó lại giàu, máy móc nó lại đầy đủ. Bây giờ như đòi đánh nó thì dân mình chết đói, đánh vào ai trước? Đánh vào mình trước rồi. Cứ chê đồ của Trung Quốc. Bọn ở bên này chống cộng xong nói là đồ Trung Quốc không ngon, rồi đồ Trung Quốc thế này thế nọ thế chai, mình được quyền chọn mà, đúng không? Mình có thể không không dùng những thứ đó. Ví dụ như tivi mình đã nói rất là nhiều lần rồi, ví dụ như những cái đồ máy móc các thứ nó rẻ rè mà thị trường bây giờ nó đổi xoành xoạch, mà đòi đồ dùng đồ đắt tiền, chốc nó lại mang ra nó cũ cũ rồi, nó vứt mẹ thùng rác, nó đổi xoành xoạch mà lại đòi dùng đồ đắt thì làm sao? Đồ rẻ, đồ của Trung Quốc nó rẻ lắm. Mấy cái đồ ấy, mình mua đồ điện mình toàn dùng của Trung Quốc thôi, nó rẻ, dùng nó hỏng vứt bả đi mua cái khác. Chứ giờ mình mua mua đồ đắt tiền, vừa đắt tiền không có,
mà dùng nó cũng chỉ thế thôi, nó hơn được một tí thôi đúng không? Bây giờ đánh nhau với Trung Quốc rồi đánh thuế của Trung Quốc nó nhập khẩu vào đắt nên thế là người dân phải chịu. Ví dụ mình lấy điển hình như là xây nhà thôi, xây một cái nhà lên nó cần gỗ, cần thép, cần đủ thứ đúng không? Mà thị trường ở bên này lại không sản xuất kịp được, mà Trung Quốc nó nhập vào rất là rẻ, mà làm phập cái là xong, nó làm rất là út nên nó rẻ. Ngày xưa nó rẻ, đồ cái gì nhà cửa các thứ là xây nó rất là rẻ, đồ Trung Quốc nó rẻ, cho nên nhà như ở bên này hiện giờ bây giờ có mấy cái công ty xây nhà bị sập tiệm rồi đó, tại vì đồ nó đắt quá. Mà người ta xây một cái nhà mà làm không kịp cho người ta, xong bắt đầu đồ đạc các thứ nó đắt, làm không kịp, bắt đầu từ từ thế là mất uy tín thì bị sập tiệm thôi, không có đồ dùng để, không có đồ để mà xây lên một cái nhà đấy. Đánh Trung Quốc đi, gậy ông này đập lưng ông. Ok, vậy đi nhá. Bye bye, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an cái mùa dịch này.